Thì xin lỗi nha, thì tại vì là mình đang tập game ấy mà. Thì ok, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tàu Bà Lờ. Và hôm nay cùng nhau chơi Rogue Stickman. Thì trong tập đầu tiên thì mình thấy các bạn rất thích game này và mình cũng vậy. Thì tại vì nó rất là vui nhộn. Thì các bạn phải dùng một cái trí tưởng tượng của mình á. Và mình thấy nó rất là, cái như là rất là hay luôn á. Thì ok, và hôm nay sẽ làm tập thứ hai. Thì trong lần này chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cái con này các bạn đó. Còn đây nhân vật của mình các bạn đã thấy không? Tóc xanh nè, tóc xanh mũi nhọn nè, mắt xanh nè, chuẩn sói K2017 luôn đó. Thì trong cái tập lần trước thì chúng ta đã thắng được cái màn thứ nhất và màn thứ hai rồi các bạn. Thì trong màn thứ nhất thì chúng ta đã tìm được một mảnh ghép đây nè các bạn đó. Đó, cái mảnh ghép nè các bạn. Thì tập thứ hai chúng ta tìm được một cái mảnh mô tô. Ok. Thì trước khi mà vào cái màn thứ ba thì mình cho các bạn coi này các bạn. Đây. Đó. Trong màn thứ nhất á, thì chúng ta có một cái mảnh giấy các bạn. Thì trong mảnh giấy thì nó sẽ có những cái câu chuyện á. Nè, có không? Đó, một ngày nọ tôi đang leo núi thì tôi thấy cái gì đó từ trên trời rơi xuống. Tôi tới gần và tìm thấy một cái bút ma thuật. Ghê, ngon. Thì cái bút này các bạn, đó, đây là cái bút ma thuật nè. Đó, rồi chơi nào. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có mảnh ghép nữa các bạn. Đó, các bạn nhớ không, có cái mảnh ghép này các bạn. Thì cái mảnh ghép này là nó sẽ kết hợp lại và tạo ra một bức tranh. Nhưng mà tại vì là mình chưa có đủ mảnh ghép á nên là nó không bức tranh hết trơn hết đó. Vô, bây giờ vô màn thứ ba. Ôi, chào anh Thỏ, khỏe không Thỏ? Ê, cho tôi hỏi cái Thỏ ơi. Ê, mày có thấy đẹp trai không Thỏ? Thỏ ơi. Nói chung là trong cái tập trước thì mình đã giết quá nhiều thỏ rồi. Bây giờ mình sẽ thay cho nó. Ok. Bây giờ là mình sẽ tới hỏi mấy ông. Đây mấy ông nè, đó. Ông mày làm gì vậy? Ê ông ơi, ê mày cho tao hỏi là tao đẹp trai không Trời ơi, tới hỏi đẹp trai không mà nó không giết mình nữa. À hello, khỏe không? Chào ông. Hình như là cái thằng này nó không có đốt mình các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Hello. Chim rừng cà vàng cá cúc cu. Ồ, có cái đường này. Bây giờ mình xuống dưới mình coi thử. Cái gì đây? Ủa, cái đường gì vậy ta? Kỳ vậy. Hình như dưới này không có gì hết trơn đó. Thôi, chúng ta sẽ lên trên. Hello, có ai đây không? Ồ, con gì đây? Nè, ủa ai vậy ta? Bố cái này là con gì ấy? Nói chung mình không biết nữa. What the fuck? Ok, nói chung là mình chưa hiểu là phải làm gì luôn á các bạn. Nói chung là bây giờ là mình sẽ đi lòng vòng thử. Hello, có ai đây không? Hình như là hình như là mình phải lên trên các bạn ơi. Ôi chào ơi, ông ơi. Nói chung là hình như là mấy ngày nó chặn đường nữa các bạn nên là mình không thể đi qua được. Bây giờ nó làm sao đây? Cái gì đây? Cái màn này thì nó sẽ cho chúng ta đi vẽ đám mây các bạn ơi. Đây nè, đó, các bạn thấy không? Đó. Thì nó sẽ mưa nữa không? Cây trái lớn mạnh gì đó, cây lớn lên nè. Các bạn thấy mình tốt không? Trong tập trước thì mình có đốt cây nhưng mà trong tập này là mình là một người tốt rồi. Mình sẽ tưới cây. Đó, đúng không? Sau rồi mình sẽ vẽ thêm ba đường ở đây. Thì nó sẽ tạo ra sấm sét. À, cháy cây à! No 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 no. Như vậy là mình không phải người tốt rồi. Ông ơi. Ê ông. Hình như mình hiểu rồi các bạn ơi. Hình như là mình phải tạo ra mưa để cho cây lớn lên rồi mấy ông nó tới nó hút cần. Sau đó là mình sẽ có thể qua đây. Rồi, khá đơn giản. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đám mây. Đó. Ông hút cần này ông ơi, cần miễn phí nè, hút đi, cần miễn phí nè. Cần miễn phí cho mày nè. Cần miễn phí nè, bây giờ mình sẽ tạo đám mây tiếp. Cần nè, hút đi, là hút đi. Anh em tôi hút anh em ơi. Cần nè anh em ơi. Ok, ấy có ông nguy hiểm này, có ông này nguy hiểm nè. Cần xa em ơi, hút 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 cần xa đi. Hút cần xa đi. Rồi ngon chim, rồi bây giờ mình có thể đi đi qua đoạn này được các bạn. Lên trên nào. Con thỏ. À, mày có thấy đẹp trai không thỏ? Thỏ ơi. Có cái quần ấy. Mày, tao sẽ giết chết mày. Sao tao muốn có mỗi lần tao gặp mày là mày lại chơi tao hả? Tao đẹp trai thế nhưng mà tao là siêu 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 mẫu đẹp trai thần kỳ hay sói ca mà. Chết đi. qua đây coi. Ủa chỗ này không có gì hết trơn vậy? Ủa cái gì đây? Cái này là cái gì vậy ta? Anten hả? Nói chung là mình chưa hiểu là cái phải làm gì luôn á các bạn. Để mình xuống mình coi thử. Thấy không các bạn, thấy không?
mình là một người tốt, mình đã trồng cây và cho cây lớn lên để cho bà ông hút cần các bạn ạ, cần miễn phí đó, nói chung là mình không lấy phí luôn các bạn, thấy không? Các bạn thấy mình rất là một người cao cả đàn ông luôn các bạn. Mình luôn tự hào là một người đàn ông, mình luôn tự hào là một người đàn ông chân chính, dũng cảm và không sợ bất cứ điều gì. Ok ok, nói chung là mình nói giỡn thôi. Rồi để vào trong đây có gì không? Đây nè các bạn, thì cái đây là cái con quái vật hồi nãy nè các bạn. Thì cái con này nó giống cái con quái gì đó ta? Gì mà Frankenstein các bạn biết không? Nếu các bạn có phim thì các bạn sẽ biết cái con tên là Frankenstein. Thì phim nó rất là hay đó. Cái kia anten và cái này là cái gì đó ta? Cái gì đây? Hình như là mình phải tạo sấm sét hay sao ấy. À mình hiểu rồi, ok ok. Bây giờ mình sẽ lên đây. Ờ kẹt rồi. Go, tôi bị kẹt. Shit, giờ sao đã? À, ok. What the fuck? Ok, được rồi. Cứ tưởng là mình bị kẹt chim chứ. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái một cái đám mây sấm sét ở đây. Đó. Sẽ đánh nè, à. Đùng. Đó, bây giờ điện sẽ đi xuống và nó sẽ làm cho con quái vật tỉnh dậy. Hello, tỉnh chưa? Yeah, nó dậy rồi. Hi, ai hi, chào anh bạn. Ê, cho hỏi là tao đẹp trai không thằng kia? Thằng kia. À, sao quýnh tao? Thì ra là quýnh cái này. Bây giờ mày làm gì đây? Không được quýnh tao, mày hiểu không? Ủa? Không lẽ là cái thằng này nó đi theo mình á? Không được, tao đã có người yêu rồi. Đó chính là chim, tao không thể bỏ rơi được. Mày chính là người đến sau thôi. Tao không yêu mày, đi ra đi. Bạn đã mở được cái chiếc thuyền của cái bí mật người máy. Là sao ta, mình không hiểu. Nói chung là thôi kệ đi. Ok, thì bây giờ chúng ta đã qua được cái màn thứ ba rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ qua màn thứ 4. Ủa cái gì đây? Làm sao để xài chìa khóa? Vẽ một cái chìa khóa, sau đó là lượm lên và mở khóa. Dễ ta. Hiểu rồi, bây giờ mình sẽ vẽ chìa khóa. Chìa khóa thì con chim. Rồi đi cầm cái chim chọc vô. Ô được hả? Ô, what the fuck? Ô sao được vậy, con gì đây? Trời ơi, chạy lẹ, không giết mình. Cứu tao. Ủa bây giờ là mình không có lửa các bạn ơi. Sao mà giết ở đây? Và mình đang cầm thêm một con chim kìa. Cho hỏi là tao có đẹp trai không mày? Nói chung là what the fuck, hai con luôn. Shit. Rồi mở khó lẹ. Cầm chim giọt vô coi. Rồi. Con gì đây? Cái con khỉ gì đây? Chạy vô lẹ, mở lẹ. À, mày làm gì vậy? Cho đi, mày làm gì vậy? Cho tao đi, mày làm gì vậy? Trời ơi, thằng này mất dạy. Mày. Ok, chạy về lẹ. Mày không bắt tao đâu. Mở khó lẹ. Sao không được? What the fuck? Cho tao qua coi cái đám cây này, cho tao qua đi. Cho tao qua. Mày được lắm, cho tao qua đi. No, cho tao qua đi. Vẽ lại nào. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ chìa khó nghiêm túc. Chúng ta không được đùa nữa. Yeah, chìa khó nghiêm túc đây, chọt vô. Rồi, tốt quá. Con rồng mất dạy. Bây giờ mình phải làm gì đây? Hay là mình phải cho cái con rồng xanh lại, cái con rồng kia kết hợp lại các bạn? Hay là sao ta? Rồi, bây giờ là mình sẽ đứng yên một chỗ cho hai rồng mới tới, nó cắn nhau, rồi mình sẽ thắng. Ê, đó, cắn nhau đi. Kết hoàn hảo. Ngu nè, miếng rồng ngu. Và mình phải dụ cái con này xuống đã. Hello. Theo tôi nè, theo tôi đi. Mình tưởng nó sợ mày à, theo tôi đi. Theo tôi đi. No. Rồi, theo tôi đi nè. Rồi, ủa nó cháy rồi kìa. Ngu quá. Các bạn thấy nó ngu hay không? Các bạn thấy nó ngu không? Tại sao mà ngu quá vậy? Thôi quá nào, nó tự giết chính mình nè các bạn ơi. Nó ngu quá à. Ok, bây giờ mình sẽ mở khóa. Ô, robot kìa, dễ thương quá. Ê, theo tao.
Gì kỳ vậy? Là mình phải mở khóa luôn các bạn. Nói chung là tại vì cái lỗ nó nhỏ quá nên là mình sẽ vẽ cái nhỏ hơn các bạn. Rồi. Lụm lên, chọt vô. Ồ, được rồi kìa. Mày lại mày vậy? A! À! Shit. Ngu ha, mày ngu, tại mày ngu á, tao sẽ ịn đầu mày. Ngu. Tại sao mày ngu vậy trời? Trời ơi, hàng đồng nó quýnh nhau chưa xong kìa các bạn ơi, đúng không? Hàng đồng quýnh nhau chưa xong luôn kìa. Cháu quýnh lỗi mấy coi. Ủa đạp. À, người máy đi theo tao, người máy ơi, đúng rồi, đi theo tao đi, theo tao. Ủa mày lại mày vậy? À, nói chung là mình phải chọn nhiều lần mới được. Theo tao, đúng rồi, đi theo tao. À! No. Không tin được các bạn ơi. Các người máy nó đã hy sinh vì mình rồi. Tại sao? Tao sẽ tưởng nhớ mày. Ủa, hình như thằng này nó mới cho mình các bạn ơi. Hình như nó mới cho mình cái gì đó. Thì cái tập trước á, thì các bạn có kêu mình là cái thằng này là nó phải cái thù các bạn. Thì nó là bạn á, thì nó sẽ cho mình cái màu tô á. Thì ok. Thì tập trước thì mình có màu đỏ rồi, bây giờ mình sẽ có màu xanh đúng không? Quá là ngon luôn. À! Rồi xong, kẹt đường rồi. Oh shit. Anh ơi, anh đang quấn lộn đó, anh ơi, no, anh đang quấn lộn nữa. Nói chung mình là người tốt, là mình phải can các bạn đúng không? Các bạn có thể quấn lộn, các bạn phải can ra chứ không thì nói chung là nó sẽ rất là có hại đó. Nói chung là các bạn phải can người ta đúng không? Can đi. Thôi, mấy anh đừng quấn lộn, mấy anh ơi. Hello. Rồi xong, chơi ngu rồi. No. Ha đâu mày đi quýnh nhau đi chứ mày đừng quýnh tao. Ok, thoát được rồi. Trên này có gì không? Ủa, cái gì đây? Rồi xong, tôi bị kẹt rồi. Fuck, bây giờ mới chơi từ đầu nữa chứ. Oh my god, cuối cùng mà nó tới được đây rồi. Mệt quá. Hình như là mình đã qua được cái màn rồi các bạn. Hình như là chúng ta không được xuống đó các bạn. Chúng ta sẽ phải đi vào cái hai trong này. Nói chung là hồi nãy mình ngu quá. Ok các bạn, thì mình sẽ dừng tập tại đây. Và nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình làm video tiếp theo. Và nếu các bạn thích cái series này đừng quên cho mình một like luôn để cho mình có tập thứ ba. Và cứ bỏ màn thì mình sẽ chơi hai cái. Và nói chung là cơ bản để xem video này. Và bye bye.